Vé số chiều sổ ngày mai đi Mỹ đây bà con Ê, ơi. Mười số cậu. cho con mượn chiếc giò coi. Nè, con còn hai ba tờ 29 này, cô mua giùm con. Ủa rồi. Ê cô ơi, cậu, cậu. Cậu kia đứng lại. Đứng lại cô ơi. Đứng lại chưa? Đứng lại cô, chạy đâu dữ trời. Đứng lại chưa? Đứng lại. Anh kia, làm cái gì mà anh rượt bà đó dữ vậy? Trời ơi, bà mượn cái tờ giấy giò của tôi, bà lấy mấy giò cái tờ giấy số. Cái bà. Ủa đâu rồi? Ê anh ơi, em chưa nói xong mà. Bà kia đứng lại cho tôi. Cái vụ gì mà rượt nhau vui dữ vậy ta? Anh kia, anh kia, làm gì hai anh rượt bà đó dữ vậy? Cái bà đó, bà dò trúng vé số đặc biệt, bà bỏ bà chạy, chạy heo vật. What? Vậy cũng được nữa hả? Tao giật luôn. Ai hút đi mà. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại cho tôi. Đứng lại. Mày đứng lại đây. Bà kia đứng lại. Cái gì mà mấy ông cố gượt dữ vậy trời. Bà dò vé số trúng đặc biệt phải không? Trúng đâu mà trúng trời. Không trúng vậy sao bà cầm tỷ số bà bỏ bà chạy? Tao đau bụng mất ị. Vậy sao bà không luyện vé số đi, bà cầm vé số bà chạy chi vậy? Tao cầm theo tao chùi. Rồi cái ông cố nội này tự nhiên gượt theo bà chi vậy? Bà có trúng số đâu mà gượt theo bà chi? Em có nói bà trúng số hồi nào đâu. Rồi mày gượt theo bà anh chi, làm hại tao chạy muốn hả họng luôn vậy đó. Cái ông cố nội này hấp tấp, người ta chưa nói xong nữa ông chạy ông gượt bà rồi. Trả giấy giò đây. Trời ơi. Trời ơi.